Xin chào các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ với cộng đồng xem kênh Leo Gaming một vài điều. Đầu tiên là lời cảm ơn chân thành của Leo tới các bạn đã xem những video mình làm thời gian qua và đã quyết định ấn đăng ký để theo dõi kênh Leo Gaming. Những lượt xem, lượt đăng ký kênh và bình luận tích cực của các bạn là động lực cho Leo ngồi biên soạn và edit những nội dung về Diablo 4 chất lượng hơn nữa cho mọi người trong tương lai. Không để mất thời gian của anh chị em, giờ Leo sẽ thông báo kết quả bỏ phiếu thăm dò những ngày qua. Leo theo dõi phiếu khảo sát này rất sát sao. Vị trí đầu tiên được thay đổi gần như liên tục giữa Sock, Necro và Rose. Tuy chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng liên tục trong hơn 3 ngày liền, nhưng Rose đã bị Glass Sorceress vượt mặt và trở thành kẻ chiến thắng chung cuộc. Dự định sắp tới của Leo sẽ chơi mở đầu game bằng Glass Sorceress. Leo sẽ tập trung nghiên cứu chuyên sâu về Glass này và chia sẻ những thông tin quan trọng về lối chơi từ giai đoạn đầu game, cách lên đồ, cách nâng Paragon từ level 50 trở đi, hay cách kiếm đồ endgame ra sao. Dự định ban đầu của Leo sẽ là ưu tiên trước hết chơi khám phá cốt truyện, tiếp đến thì khám phá các bản đồ của khu vực còn sót lại và tìm tượng Lilith, sau cùng mới bắt đầu công cuộc cày mắt cấp 100. Leo cũng sẽ livestream hầu hết quá trình mình chơi class nhân vật này theo lịch sau. Ngày thường Leo livestream từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, buổi tối tầm 9 giờ tối hoặc trễ hơn cho đến lúc Leo muốn nghỉ. Cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì livestream buổi tối lịch như trên. Mục đích chính của buổi livestream là lưu giữ hình ảnh minh họa cho các hướng dẫn trong tương lai. Nếu anh em nào sợ biết trước nội dung cốt truyện thì đừng vào xem những buổi livestream đầu tiên. Leo dự kiến hoàn thành phần chơi cốt truyện trong tầm 2-3 buổi livestream đầu. Sau khi hoàn thành cốt truyện và vào quá trình cày cuốc endgame, Leo sẽ nhắn trên tựa đề của stream để anh em dễ theo dõi. Bên cạnh đó, anh em nào muốn hỏi điều gì trong game hay muốn giao lưu tâm sự điều gì hãy tham gia live và nói chuyện cùng nhau. Mong anh em thông cảm là sẽ có những lúc gián đoạn vì Leo có thể làm những công chuyện khác trong ngày. Lịch livestream này có thể bị gián đoạn nếu có việc gì đó quan trọng hơn cần làm hoặc có nội dung mới cần Leo biên soạn và làm video clip mới cho mọi người xem. Tuy Leo còn ít kinh nghiệm làm nội dung, nhưng Leo cũng muốn làm thật kỹ để anh chị em dễ theo dõi. Dù sao thì Leo cũng sẽ cố gắng đầu tư để kênh phát triển hơn trong tương lai và mang đến những nội dung Diablo 4 ngày càng tốt hơn nữa cho cộng đồng Việt Nam. Bởi vậy, rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn. Mục tiêu tương lai của kênh trong thời gian tới trước hết vẫn là chú trọng vào nhân vật Sorceress, khám phá toàn bộ lối build mạnh của nhân vật này hay thậm chí những đường build dị nào đó mới lạ. Theo Leo biết thì dù endgame, bạn hoàn toàn có thể tẩy điểm để xây dựng nhân vật theo hướng đi mới với khoản phí nhất định. Thế nên, bạn vẫn có thể khám phá mọi cách build cho nhân vật đó. Bên cạnh đó, Leo cũng cập nhật cách build cho nhân vật khác nhưng nội dung có thể sẽ không chi tiết bằng và những hướng dẫn về gameplay quan trọng cho tất cả mọi người chơi Diablo 4. Tạm thời chúng ta hãy tính tới đó đã. Việc quan trọng sắp tới là chúng ta sẽ được trải nghiệm Diablo 4, tựa game huyền thoại gắn liền với anh chị em chúng ta gần nửa đời người. Dù cho bạn thích chơi nhân vật nào, có hợp meta hay không, dù bạn thích chơi softcore hay là hardcore, thích rush game hay thích chơi chậm để khám phá mọi ngóc ngách trong game, thì hãy tận hưởng game theo cách của bạn. Game là do mình mua mà. Chúc các bạn chơi Diablo 4 thật vui vẻ. Ok, đó là những gì mình muốn chia sẻ với mọi người. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã xem và đăng ký ủng hộ cho kênh Leo Gaming. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.